La Vân Hy khiến người xem khó chịu vì vóc dáng ngày càng khiêm tốn. Khả năng gánh phim bằng không được chứng thực khi rời xa Bạch Lộc. Trở thành phiên bản nam của Cúc Tịnh Y khi chấp niệm với trang điểm, tạo hình lố. Mỹ nữ 4.000 năm biết đường cải thiện còn La Vân Hy thì không. <laughs> Dáng ngày càng mảnh khảnh la vân hy còn làm người xem ngán ngẩm vì bản thân ưa đóng ngôn tình nhưng chẳng có phong thái điển hình của một nam chính thể loại phim này diễn viên trong phim thực tế đây không phải lần đầu tiên la vân hy nhận về phản ứng trái chiều từ những vấn đề này trước đó ở trường nguyệt tấn minh nam diễn viên cũng bị chỉ trích khá nhiều vì diện đồ diêm dúa hơn cả nữ chính tuy nhiên khi đó fan giải thích vai diễn của la vân hy là ma tôn nên cần phải trang điểm đậm như vậy nhưng cái dáng hình nhỏ nhắn không chút sức lực của la vân hy thực sự đi ngược lại rất nhiều so với thiết lập nhân vật tạo hình diêm dúa trang điểm đậm lè dáng nhỏ không cân được nhân vật, đây đều là khuyết điểm mà La Vân Hy cần sửa đổi. Nhưng có vẻ anh vẫn chưa thực sự cải thiện. Trường hợp của nam diễn viên rất giống với Cúc Tịnh Y, khi nữ idol thường xuyên bị netizen góp ý về loạt vấn đề trên. May mắn là ở những bộ phim gần đây, mỹ nữ 4000 năm đã bắt đầu tém lại, không còn diện đồ loang ngoằng dây nhựa, trang điểm bớt đậm. Trở lại với La Vân Hy, nam diễn viên có màn comeback khá tệ. Dường như không có Bạch Lộc ở bên thì khả năng gánh phim của anh cũng xuống dốc. Nhan Tâm Ký là